chấn động. Tiên tri báo trước cực chính xác, đúng 7 ngày tới tháng 10 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, gặp thời phất mạnh, khổ mấy cũng đổi đời đại gia, tiền vàng cứ thế ào ào kéo về nhét chật két, trả sạch nợ nần, giàu sang phú quý bám thân, an nhàn hưởng phúc lớn. Kênh Minh Đường Tử Vi xin kính chào quý khán giả đã đến và quay trở lại trong chương trình ngày hôm nay. Thay mặt cho ban biên tập chương trình, kính chúc quý khán giả luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và trải nghiệm được nhiều điều bổ ích để cuộc sống gia đình luôn an lành và thịnh vượng. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Quý Sửu sinh 1973 thân mến, không phải là sinh ra cũng đã vinh hoa phú quý, mà là sinh ra đủ tay, đủ chân, không thiểu năng trí tuệ, có nhận thức, có tư duy, không gánh một núi nợ nần, không chịu một đời hậu họa, được giáo dục, được có tuổi thơ, đấy đã được tính là bẩm sinh. May mắn còn lại, thành tựu hay vinh hoa là do bản thân nỗ lực. Có đôi khi, ta hay nhìn những gia cảnh bẩm sinh phú quý mà hận trời đất bất công, oán số mệnh không bằng mà quên mất. Ngoài việc nhìn lên, ta thỉnh thoảng còn phải học cách nhìn xuống, nhìn xuống để hiểu ta đã may mắn ra sao khi sinh ra với đủ những điều kiện thiên nhiên mà ta hay quy chụp chỉ như người bình thường. Lắm người còn thiếu sót, trời sinh thân mang bệnh tật, phải chống chọi từ thủa mới sinh, đấy mới là mỏi mệt. Vậy nên, hãy học cách bằng lòng với điều kiện trời sinh, còn đâu muốn gì thì cố vì nó, mong gì khi chiến đấu vì nó, tin vận mệnh, nhưng đừng gói gọn vào khía cạnh vận may ở đời. Chờ may để thành công thì cũng chỉ như hoa trong gương, trăng trong nước, đẹp mà không thật. Tin vào bản thân, dựa vào tài, dựa vào trí, dựa vào nỗ lực cùng chăm chỉ, bền lâu, lớn mạnh, khả năng chuyên sâu học tập mới là căn bản, chân ái của nền tảng cuộc đời. Nhiều khi thời điểm đúng 7 ngày tới, chúng ta sẽ chứng kiến sự chuyển mình rõ nét trong vận khí của mỗi người, khi mà thời điểm thanh lọc đang diễn ra mạnh mẽ. Đây không chỉ là thời điểm giao mùa mà còn là giai đoạn đặc biệt quan trọng đối với người tuổi Quý Sửu sinh 1973. Thời gian này không đơn thuần là một bước ngoặt mà còn mở ra những cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp và cải thiện tài chính. Đối với Quý Sửu, những người vốn nổi bật với sự khôn ngoan, quyết đoán và bản lĩnh, đây chính là lúc tập trung cao độ, biết cách nắm bắt thời cơ và thận trọng trong mỗi bước đi. Những tín hiệu từ các tinh soi chiếu cho thấy, đúng 7 ngày tới này mang đến cả cơ hội và thử thách, đòi hỏi Quý Sửu phải thực sự nhận thức rõ ràng về vận mệnh của mình, để không chỉ tránh được những rủi ro mà còn tận dụng tối đa may mắn đạt được thành công như mong muốn. Trong video này, kênh Minh Đường Tử Vi sẽ cùng quý khán giả đi sâu vào từng khía cạnh của cuộc sống của người tuổi Quý Sửu sinh 1973, đúng 7 ngày tới. Từ công danh sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe cho đến tình duyên và gia đạo, mỗi phương diện đều sẽ được phân tích kỹ lưỡng để quý bản mệnh có cái nhìn toàn diện, biết rõ những điều cần lưu ý và những cơ hội mà thời điểm này mang lại. Hãy cùng kênh Minh Đường Tử Vi chuẩn bị cho một thời điểm đầy hứa hẹn phía trước, bắt đầu bằng cách nhìn tổng quan, sau đó khám phá từng chi tiết cụ thể để cải thiện vận mệnh của người tuổi Quý Sửu đúng 7 ngày tới này nhé. Xin mời quý khán giả cùng chú ý theo dõi để không bỏ lỡ cơ hội của mình. Trong 12 con giáp thì con giáp tuổi Quý Sửu là cầm tinh con trâu. Hình ảnh con trâu đã gắn liền với cuộc sống hàng ngày của người nông dân Việt Nam ta, thể hiện sự lao động cần cù, vất vả. Vì thế, năm Sửu cũng là năm tượng trưng cho sự thành công khi đã trải qua bao vất vả, khó khăn. Người sinh năm Sửu đa phần là người đáng tin cậy, họ sống có nguyên tắc trong công việc, không ngại gian nan, họ làm việc cẩn thận. Không biết mệt mỏi là gì, chắc hẳn bạn cũng từng nghe qua câu cực như trâu mà người Việt ta hay nói dí don rồi đúng không ạ? Tuy nhiên, trong sự nguyên tắc vẫn luôn tồn tại sự công bằng, họ biết lắng nghe ý kiến của người khác, nhưng đôi khi bạn muốn thay đổi quan điểm của họ cũng rất khó khăn đấy. Những người tuổi Quý Sửu mệnh mộc, có tài lãnh đạo, tổ chức quản lý người khác, họ có lập trường chắc chắn, vững vàng, lòng quyết tâm cao, chừng nào chưa đạt được mục đích thì sẽ không dừng lại. Khát vọng vươn lên trong cuộc sống là động lực để họ không ngừng tiến lên phía trước, gặt hái được nhiều thành công. Những người này không ngần ngại đối mặt với nguy hiểm, đối với họ, càng gian nan, thử thách bao nhiêu thì chiến thắng càng vang dội, vinh quang bấy nhiêu. Bên cạnh đó, người tuổi Quý Sửu còn được trời phú cho khả năng làm quản lý. Cho dù trình độ năng lực của họ không được cao siêu, nhưng ở bất cứ công việc nào, khả năng quản lý của họ là rất tốt, hiệu quả công việc của họ tốt hơn những người bình thường gấp nhiều lần. Người tuổi Quý Sửu thích hợp với vai trò là người chủ hoặc người quản lý,
họ thích hợp với môi trường làm việc tập thể. Chỗ đông người, ở đó họ dễ trở thành những người lãnh đạo, quản lý xuất sắc mà ít người có thể đạt được thành công như họ. Với tính cách của tuổi Quý Sửu, chuyện tình cảm hoàn toàn được xác định rất nghiêm túc. Rõ ràng, yêu có nghĩa họ xác định sẽ kết hôn với người đó. Họ say mê và tự hào với tình cảm thiêng liêng này và thường dùng những từ ngữ có cánh để ca ngợi người yêu của mình. Muốn cho tất cả mọi người biết rằng người yêu của mình xinh đẹp, đáng yêu như thế nào. Người tuổi Quý Sửu là con giáp rất thật thà, chân thành và tốt bụng. Họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích của bản thân trong cuộc sống. Người này có tính tự lập cao, tuyệt đối không ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Thành công họ đạt được đều dựa trên sự chăm chỉ, kiên nhẫn và cố gắng, nỗ lực của bản thân. Hơn nữa, Quý Sửu có lập trường riêng của mình, không dễ dàng bị lay chuyển bởi người khác. Vì vậy, khi đã đặt ra mục tiêu, họ sẽ kiên trì tới cùng. Đôi khi phải đối mặt với khó khăn, áp lực, họ có sức chịu đựng kỳ diệu mà không phải ai cũng làm được. Quý Sửu là những người sống có trách nhiệm với tập thể. Họ không bao giờ vì lợi ích của bản thân mà quay lưng, mang lại khó khăn cho người khác. Dù có gặp phải những khó khăn, nguy hiểm, họ cũng sẽ không bao giờ nao núng, sợ hãi, mà ngược lại, họ luôn điềm tĩnh, dũng cảm vượt qua thử thách. Trong công việc, khi phải đưa ra quyết định, họ luôn cân nhắc kỹ càng và chắc chắn ít khi bị mắc sai lầm. Bởi vậy, họ luôn nhận được sự tin tưởng của mọi người. Những người này trung thực, hào phóng. Ngoài ra, sự thân thiện của họ còn thu hút nhiều bạn bè xung quanh và chính những người bạn này sẽ hỗ trợ cho tuổi Quý Sửu rất nhiều trong công việc. Họ có tham vọng, gây sức ảnh hưởng tới người khác và tạo nên một đế chế hùng mạnh cho riêng mình. Những người thuộc cung này thường thích theo đuổi những mục tiêu lớn trong cuộc sống. Vì thế, cho dù họ không trở thành doanh nhân thì cũng vẫn có khả năng kiếm được rất nhiều tiền. Tuổi Quý Sửu có tầm nhìn dài hạn nhưng cũng rất nhạy cảm, thích mạo hiểm. Họ sẽ sử dụng những cách thức khác biệt để đạt được điều mình muốn. Tuy nhiên, ngay cả đối với những lý tưởng của mình, họ vẫn sẵn sàng thay đổi, chấp nhận rủi ro cuộc sống. Họ là những người giàu nghị lực và lao động, không biết mệt mỏi, luôn phấn đấu hết mình cho sự nghiệp cũng như cho cuộc sống của gia đình mình. Hầu như những người tuổi Quý Sửu đều thích cảm giác an toàn. Tuy nhiên, một lúc nào đó, họ cũng có thể chấp nhận sự mạo hiểm để sự nghiệp của mình được tiến triển tốt đẹp. Những người thuộc tuổi Quý Sửu thường mang đầy đủ đức tính cần cù, trung thực và đáng tin, với tinh thần trách nhiệm và khả năng tự lập đáng kinh ngạc. Họ còn được biết đến với tư duy logic sắc bén và khả năng đối phó với những thách thức phức tạp để thiết lập một mối quan hệ tốt. Với người tuổi Quý Sửu, việc tôn trọng tính cách riêng của họ, thấu hiểu cả khía cạnh mạnh và yếu của họ, cùng việc chú ý đến cách giao tiếp sẽ giúp họ đạt được sự hòa hợp tốt nhất. Xem tử vi thấy rằng, cuộc sống của người tuổi Quý Sửu từ thuở nhỏ đã gặp nhiều khó khăn, gian khổ. Vì vậy, họ sớm ý thức được ước mơ, hoài bão của mình, trưởng thành và đi lên từ hai bàn tay trắng. Họ đạt được nhiều thành công và xây dựng cho mình một sự nghiệp vững chắc, ổn định. Trong cuộc đời, tuổi Quý Sửu có nhiều bạn bè, tri kỷ tốt. Mỗi khi hoạn nạn đều có quý nhân phù trợ, giúp đỡ vượt qua khó khăn. Nếu tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, giúp đỡ người khó khăn sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi trong cuộc sống. Nam mệnh tuổi Quý Sửu rất kiên trì trong chuyện tình cảm và không bao giờ lùi bước trước những khó khăn. Cho dù thất bại trong tình yêu thì họ cũng tiếp tục tin tưởng về một người xứng đáng dành cho mình. Họ cũng là những người rất tích cực, thích tham gia vào các hoạt động xã hội, không thích những người phụ nữ hướng nội hoặc trầm tĩnh quá. Nữ mệnh tuổi Quý Sửu là những người rất mạnh dạn, luôn chủ động trong mọi việc chứ không có thói quen chờ đợi người khác. Tuy nhiên, vào những lúc cần thiết, họ lại dịu dàng, ngoan hiền. Chính đặc điểm, tính cách này đã giúp họ thu hút được sự chú ý của rất nhiều người khác giới. Nhờ có tâm tính hiền lành, cuộc sống không bị cực khổ. Thường có quý nhân giúp đỡ nhưng duyên phận thường gặp trắc trở, khó khăn, phải đi vào hậu vận thì gia đình trở nên khá giả. Nhờ con cái mà cuộc sống có nhiều niềm vui. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Quý Sửu sinh 1973, đúng 7 ngày tới. Đúng 7 ngày tới, người tuổi Quý Sửu sẽ bước vào một giai đoạn khá biến động với những thử thách xen lẫn cơ hội, dưới tác động của sao tứ lục nhập cung chính đông. Vận khí của bạn lên xuống thất thường, vừa mới đón nhận những tín hiệu tích cực đã thấy ngay sự suy giảm xuất hiện, khiến cho mọi kế hoạch bạn đặt ra dường như thiếu sự ổn định và dễ bị đảo ngược.
Vận trình thời điểm này bị ảnh hưởng bởi sao xấu, điều đó làm giảm đi ý chí chiến đấu của tuổi Quý Sửu trong công việc. Có những lúc bạn cảm thấy công việc không diễn ra như mong đợi. Những kế hoạch trước đó tưởng chừng như vững chắc nay lại gặp trở ngại khó lường. Cảm giác bất ổn có thể sẽ xâm chiếm tâm trí bạn, tạo nên những phút giây lo âu và mất cân bằng. Có lẽ sẽ có người nhìn vào và nhận xét bạn đang yếu đuối, nhưng thực chất bạn đang lựa chọn một chiến lược khôn ngoan hơn, tạm lùi một bước để chuẩn bị tiến hai bước dài hơn trong tương lai. Những người tuổi Quý Sửu vốn dĩ có sự bình tĩnh và kiên nhẫn trong mọi hoàn cảnh, dù cho thử thách trong thời điểm này có lớn đến đâu, quan trọng là bạn vẫn giữ được niềm tin vào bản thân và tương lai. Chỉ cần có đủ lòng tin, bạn sẽ vượt qua được những trở ngại hiện tại. Sau cơn mưa trời lại sáng và rồi sẽ đến lúc bạn nhận lại những điều xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Tuy nhiên, chốn công sở sẽ không hoàn toàn yên bình trong thời điểm này. Với sự hiện diện của sao Thiên Cẩu, bạn có thể phải đối mặt với những thị phi xung đột không đáng có những kẻ âm thầm chơi xấu, gieo rắc những lời đồn đại gây tổn hại danh tiếng của bạn. Điều này chính là một lời cảnh báo để bạn cẩn trọng hơn trong giao tiếp, hạn chế tin tưởng quá mức vào những mối quan hệ không rõ ràng. Dù vậy, sự hiện diện của sao Tam Hội sẽ mang lại cho bạn sự an ủi và trợ giúp kịp thời từ những người bạn tốt trong lúc khó khăn. Bên cạnh những kẻ gây chuyện vẫn còn những người đồng hành, luôn sẵn lòng giang tay hỗ trợ bạn vô điều kiện. Đây chính là nguồn động lực lớn để bạn vượt qua những giai đoạn thử thách. Đúng 7 ngày tới của tuổi Quý Sửu sinh 1973 là một thời điểm đầy biến động, nhưng không hề thiếu đi cơ hội để bạn rèn luyện lòng kiên nhẫn và bản lĩnh của mình. Những khó khăn có thể đến từ công việc, mối quan hệ hay sức khỏe, nhưng nếu bạn đủ bình tĩnh và sáng suốt thì mọi thứ rồi sẽ ổn định trở lại. Đây cũng là lúc bạn cần dựa vào những mối quan hệ đáng tin cậy, tìm kiếm sự hỗ trợ và lạc quan hướng về tương lai, giống như người thầy phong thủy từng nói. Vận mệnh không phải là thứ ta chỉ đơn giản đón nhận, mà là thứ ta xây dựng và điều chỉnh bằng sự bình tĩnh và trí tuệ. Ngũ hành xung khắc sẽ tác động không nhỏ đến lĩnh vực tình cảm và sức khỏe của tuổi Quý Sửu trong thời điểm này. Trong gia đình hoặc trong mối quan hệ có thể sẽ xuất hiện những sự bất đồng, bất hòa do không tìm được tiếng nói chung. Điều này đòi hỏi bạn cần dành thời gian để điều chỉnh lại cảm xúc, học cách lắng nghe và thấu hiểu đối phương. Nếu để căng thẳng kéo dài, nó không chỉ ảnh hưởng tới mối quan hệ mà còn gây hại cho sức khỏe, tinh thần của bạn. Tâm lý căng thẳng có thể là nguyên nhân chính dẫn đến những vấn đề về sức khỏe, từ giấc ngủ không ngon đến những triệu chứng mệt mỏi kéo dài. Hãy tìm cách giải tỏa stress bằng cách dành thời gian cho bản thân, tập luyện những thói quen lành mạnh như thiền, yoga hay đơn giản là toàn bộ để tâm trí được thư giãn. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện của tuổi Quý Sửu sinh 1973, đúng 7 ngày tới tháng 10 âm lịch. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Quý Sửu sinh 1973, đúng 7 ngày tới. Đúng 7 ngày tới này, vận trình sự nghiệp của tuổi Quý Sửu có phần bấp bênh và đầy thử thách dưới ảnh hưởng của nguyệt lệnh suy. Con đường công danh của bạn dường như không mấy suôn sẻ. Những thay đổi đột ngột, những dự án tưởng chừng như vững chắc lại bị lung lay khiến cho bạn cảm thấy bối rối và hoang mang. Đôi khi, bạn tự hỏi liệu mình đã chọn đúng hướng đi hay chưa và những thách thức này có phải là dấu hiệu của sự chững lại. Thế nhưng, đừng quá lo lắng, vì sự hoang mang này chỉ là cảm xúc tạm thời như một làn gió thoảng qua. Khi bạn được sự động viên và hỗ trợ từ những người xung quanh, bạn sẽ nhanh chóng tìm lại được sức mạnh nội tâm. Đây cũng chính là cơ hội để bạn tự nhìn nhận lại bản thân để nhận ra rằng mỗi trở ngại trên con đường sự nghiệp không phải là sự cản trở, mà là nền tảng để bạn phát triển thêm kỹ năng, kiến thức và tăng cường sự tự tin khi đối mặt với những khó khăn này. Con giáp tuổi Quý Sửu không hề hoảng sợ hay lùi bước. Trái lại, mỗi thử thách là một cơ hội để bạn bồi dưỡng thêm kinh nghiệm, học hỏi những bài học mới và phát hiện ra những điểm yếu cần phải khắc phục. Trong cái rủi luôn có cái may, và đôi khi chính những trở ngại lại là động lực để bạn tìm ra hướng đi mới, một con đường chưa từng nghĩ tới nhưng lại mang đến sự đột phá bất ngờ. Những cú vấp ngã không làm bạn chùng chân mà chỉ khiến bạn thêm kiên cường, bởi lẽ bạn hiểu rằng thành công không phải là con đường trải qua hồng mà là chuỗi những lần vấp ngã và đứng dậy. Trong chính những giây phút chừng như tuyệt vọng, bạn lại phát hiện ra mình có một sức mạnh nội tại vô cùng lớn, khả năng kiên nhẫn và phân tích tình hình một cách sáng suốt. Chính nhờ sức mạnh này, bạn sẽ tìm ra những giải pháp tối ưu dù hoàn cảnh có phức tạp đến đâu. Thời điểm này,
không chỉ là giai đoạn bạn đối mặt với khó khăn, mà còn là lúc để bạn tự hoàn thiện bản thân. Những mảnh kiến thức và kỹ năng còn yếu kém cần được bổ sung để tương lai bạn sẽ vững vàng hơn trên con đường sự nghiệp. Mỗi khó khăn xuất hiện chính là lời nhắc nhở rằng để tiến xa, chúng ta không thể chỉ dựa vào may mắn mà cần phải liên tục rèn luyện và trau dồi bản thân. Dù thành quả chưa đến ngay lập tức, nhưng điều quan trọng nhất là bạn đã duy trì được sự bình tĩnh và khả năng nhìn nhận rõ ràng vấn đề. Bạn hiểu rằng, không phải mọi thứ đều có thể giải quyết ngay trong một sớm một chiều, nhưng với sự kiên trì và tinh thần cầu tiến, bạn sẽ từng bước cải thiện tình hình công việc. Có thể đầy rẫy những thử thách, nhưng với tuổi Quý Sửu, đây không phải là lúc bạn lùi bước. Với tinh thần kiên cường và khả năng phân tích sắc bén, bạn sẽ tìm ra những hướng đi mới và giải pháp hiệu quả để vượt qua mọi khó khăn như một ngọn núi cao đứng vững trước giông bão. Tuổi Quý Sửu sẽ sử dụng sức mạnh nội tâm để đương đầu với mọi thử thách, không chỉ để tồn tại mà còn để vươn lên mạnh mẽ hơn. Những thách thức trước mắt không chỉ là thử thách mà còn là cơ hội để bạn tỏa sáng. Bạn không chỉ đối phó mà còn biết cách biến đổi nghịch cảnh thành sức mạnh để tiến xa hơn. Đôi khi, trong những thời điểm khó khăn nhất, ta mới có thể khám phá ra tiềm năng thật sự của mình. Nhìn chung, đúng 7 ngày tới này sẽ là thời gian để bạn chứng tỏ bản lĩnh, không chỉ đơn thuần là vượt qua khó khăn, mà còn là thời điểm để bạn nâng tầm sự nghiệp của mình. Hãy tự tin vào khả năng của mình, bởi sau mỗi cơn bão trời luôn sáng. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Quý Sửu sinh 1973, đúng 7 ngày tới. Bước vào đúng 7 ngày tới, vận trình tài lộc của người tuổi Quý Sửu tỏa sáng rực rỡ. Dưới sự bảo trợ của sao thiên tài, đây là giai đoạn mà may mắn bất ngờ đến với bạn, thổi một luồng sinh khí mới vào cuộc sống vốn có phần mệt mỏi, uể oải trước đó. Thiên tài không chỉ mang lại vận may mà còn khơi dậy trong bạn niềm tin mạnh mẽ về sự phục hồi và tiến triển về tài chính. Khi bạn cảm thấy đôi chút đuối sức, chợt nhận ra những nỗ lực và công lao trong quá khứ bỗng dưng trổ hoa, gặt hái được những thành tựu giá trị. Từng công việc phụ, khoản đầu tư cũ hay những mối quan hệ thân tình đều đem lại những nguồn thu nhập đáng kể, giúp bạn vượt qua những khó khăn hiện tại. Tiền bạc dường như tự nhiên tìm đến với tuổi Quý Sửu như dòng suối chảy qua đời bạn, nhẹ nhàng nhưng đều đặn mang theo những khoản thu nhập đến từ nhiều nguồn khác nhau. Đặc biệt, con giáp tuổi Quý Sửu trong thời điểm này không chỉ nhận được tiền bạc từ công việc chính, mà còn có những khoản thu phụ đến từ các dự án bên lề, những công việc tạm thời hoặc từ chính sự hỗ trợ của người thân. Đôi khi sự giúp đỡ này đến một cách bất ngờ, không hề do bạn yêu cầu nhưng vẫn hiện diện như một sự ưu ái mà vũ trụ dành cho bạn. Đó có thể là một khoản tiền từ người thân, bạn bè hay thậm chí là những cơ hội đầu tư từ trước, nay mới bắt đầu sinh lời. Điều đáng nói là bạn không chỉ ngồi đó chờ đợi vận may tìm đến mà còn biết cách tối ưu hóa nó. Nhờ sự tin tưởng và tỉnh táo, bạn nắm bắt những cơ hội, tận dụng sự giúp đỡ để cải thiện không chỉ tình hình tài chính hiện tại mà còn hướng đến một tương lai ổn định, thịnh vượng hơn. Một điểm đặc biệt trong thời điểm này là mặc dù bạn không yêu cầu những người xung quanh nhưng họ vẫn chủ động ra tay giúp đỡ. Đó có thể là những người bạn thân thiết, đồng nghiệp hay thậm chí là những người chỉ vừa mới quen biết nhưng lại sẵn lòng hỗ trợ. Điều này chứng tỏ tuổi Quý Sửu đang được vận may bao bọc và những mối quan hệ tốt đẹp mà bạn xây dựng từ trước đến nay đã bắt đầu mang lại thành quả ngọt ngào. Tuy nhiên, đây cũng là lúc để bạn thể hiện sự biết ơn và sẵn lòng cho đi. Bản mệnh có thể bắt đầu thực hiện những hành động tử tế. Cho đi không chỉ là tiền bạc mà còn là sự hỗ trợ tinh thần, sự đồng hành trong những giai đoạn khó khăn của người khác. Khi bạn biết cách khơi thông dòng chảy của tiền bạc, không giữ lại cho riêng mình và sẵn sàng chia sẻ, thì vận may sẽ tiếp tục đến với bạn không chỉ trong thời điểm này mà còn mở ra con đường tài lộc dài hạn trong tương lai. Với sự xuất hiện của thiên tài, tuổi Quý Sửu không chỉ dừng lại ở việc nhận được những khoản tài lộc tạm thời mà còn dần xây dựng một cuộc sống thịnh vượng lâu dài. Khi bạn biết cách tận dụng vận may kết hợp với tinh thần làm việc chăm chỉ và cống hiến, tài lộc sẽ không ngừng phát triển. Đây chính là thời điểm bạn có thể nâng tầm cuộc sống của mình, biến những khó khăn trước đó thành cơ hội để vươn xa hơn. Bằng cách phát triển sự sẵn lòng cho đi và khơi thông dòng chảy của tiền bạc, tuổi Quý Sửu đang mở ra một chương mới cho cuộc sống của mình. Hành động tử tế hôm nay sẽ là hạt giống của sự thịnh vượng trong tương lai. Bạn không chỉ đón nhận vận may trong thời điểm này mà còn chuẩn bị cho một cuộc sống sung túc, đủ đầy kéo dài đến cả những năm tháng về sau. Đúng 7 ngày tới này là một giai đoạn vàng son của tuổi Quý Sửu về mặt tài lộc, với sự hỗ trợ của thiên tài.
bạn sẽ không chỉ nhận được tiền bạc mà còn khám phá ra giá trị của sự chia sẻ và lòng nhân ái. Những hành động nhỏ hôm nay sẽ tạo nên sự thịnh vượng lâu dài trong tương lai, đưa cuộc sống của bạn lên một tầm cao mới, đầy hứa hẹn và thành công. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Quý Sửu 1973, đúng 7 ngày tới. Đúng 7 ngày tới mang lại nhiều chuyển biến tích cực cho người tuổi Quý Sửu về mặt tình duyên và gia đạo. Đây là thời điểm mà các mối quan hệ trong gia đình và xã hội trở nên sâu sắc hơn, tạo ra sự hòa thuận và an yên trong cuộc sống. Vận trình của thời điểm này nhấn mạnh vào sự ổn định và ấm áp trong gia đình, đồng thời mở ra những cơ hội mới trong mối quan hệ làm ăn kinh doanh. Trong thời điểm này, người tuổi Quý Sửu sẽ nhận ra rằng, dù có bận rộn với công việc bên ngoài thế nào, gia đình vẫn luôn là bến đỗ bình yên nhất. Các thành viên trong gia đình không chỉ là nơi bạn tìm về sau những bộn bề của cuộc sống, mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao, giúp bạn vượt qua mọi thử thách. Không khí gia đình ấm cúng, an hòa sẽ là nền tảng vững chắc để bạn có thể tập trung cho công việc và đạt được nhiều thành công hơn nữa. Đây cũng là thời gian thuận lợi để bạn hướng dẫn con cháu trong nhà về những giá trị truyền thống tốt đẹp, khuyến khích chúng tu dưỡng đạo đức, học tập và thực hành những điều thiện lành. Bản mệnh hãy dành thời gian để truyền dạy cho thế hệ trẻ hiểu rõ tầm quan trọng của việc sống có đức, tích phúc. Những hành động nhỏ nhưng đầy ý nghĩa như giúp đỡ người khác, hãy hiếu kính với ông bà, cha mẹ sẽ giúp tích tụ phước báo không chỉ cho đời này mà còn cho các đời sau. Trong công việc đúng 7 ngày tới này đánh dấu sự mở rộng trong mối quan hệ làm ăn của tuổi Quý Sửu, bạn có cơ hội gặp gỡ và kết nối với những đối tác đáng tin cậy, những người có cùng chí hướng và sẵn sàng hỗ trợ bạn phát triển. Nhờ đó, công việc của bạn tiến triển thuận lợi, nhiều dự án mới được khởi động và hứa hẹn mang lại kết quả tốt đẹp. Tuy nhiên, bạn cần chú ý giữ vững đạo đức trong làm ăn, luôn duy trì lòng trung thực và trách nhiệm với các mối quan hệ đối tác để tạo dựng niềm tin lâu dài. Lời khuyên dành cho bạn là hãy làm việc với sự cẩn trọng và tinh thần lạc quan, không nên vội vàng, hấp tấp trong bất kỳ quyết định nào. Thái độ sống chân thành và cầu thị sẽ giúp bạn thu hút được sự trợ giúp từ nhiều người, cả trong gia đình lẫn ngoài xã hội. Khi mọi việc được tiến hành dựa trên nền tảng đạo đức vững chắc, bạn sẽ thấy sự nghiệp thăng hoa hơn bao giờ hết. Đúng 7 ngày tới cũng là giai đoạn mà người tuổi Quý Sửu nên tập trung vào việc tích lũy công đức, cải thiện vận mệnh của mình thông qua những việc làm thiện nguyện và tấm lòng hướng thiện. Bản mệnh hãy nhớ rằng, mọi điều tốt đẹp mà bạn tạo ra không chỉ đem lại phúc lành cho cá nhân mình, mà còn lan tỏa niềm vui và hạnh phúc đến những người xung quanh trong gia đình. Bạn có thể khuyến khích con cháu tham gia các hoạt động từ thiện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hay đơn giản là làm việc tốt hàng ngày như giúp đỡ hàng xóm, chăm sóc ông bà cha mẹ. Đây là cách để giáo dục thế hệ trẻ về giá trị của lòng nhân ái, đồng thời tích tụ phước báo cho bản thân và gia đình. Những hành động nhỏ này tuy đơn giản nhưng lại có sức mạnh lớn, giúp gia đạo thêm phần bình an, yên ổn. Nhìn chung, đúng 7 ngày tới sẽ mang đến cho người tuổi Quý Sửu một gia đạo an lành. Các mối quan hệ trong gia đình và xã hội đều phát triển tích cực. Công việc làm ăn có nhiều cơ hội mới, quan trọng là bạn biết cách duy trì sự trung thực và đạo đức trong từng quyết định. Bản mệnh nên tập trung vào việc tích phúc, làm việc thiện để cải thiện vận mệnh, không chỉ cho mình mà còn cho cả gia đình và con cháu. Khi sống trong sự an yên và lòng hướng thiện, bạn sẽ thấy cuộc đời ngày càng thăng hoa và tràn đầy niềm vui. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Quý Sửu sinh 1973, đúng 7 ngày tới. Đúng 7 ngày tới, vận trình sức khỏe của tuổi Quý Sửu có phần thăng trầm. Dưới ảnh hưởng của hung tinh Thiên Cẩu, sự xuất hiện của hung tinh này không chỉ mang lại những trở ngại về sức khỏe, thể chất, mà còn tác động mạnh đến trạng thái tinh thần của bản mệnh. Thiên Cẩu kéo theo những cảm giác mệt mỏi, mất ngủ và những cơn đau đầu khiến bạn dễ dàng rơi vào trạng thái kiệt quệ. Nếu không biết cách tự chăm sóc bản thân trong giai đoạn này, người tuổi Sửu dễ gặp phải những vấn đề như khó ngủ, giấc ngủ chập chờn hoặc thậm chí mất ngủ kéo dài. Điều này không chỉ khiến sức khỏe thể chất của bạn suy giảm mà còn ảnh hưởng đến tinh thần, dẫn đến trạng thái căng thẳng, lo âu và suy nghĩ tiêu cực. Vì vậy, lời khuyên dành cho bản mệnh là hãy sắp xếp lại thời gian làm việc và nghỉ ngơi một cách hợp lý, tránh làm việc quá sức. Đừng tham công tiếc việc mà quên đi việc chăm sóc bản thân, bởi khi cơ thể mệt mỏi, hiệu quả công việc cũng sẽ giảm sút. Tuổi Quý Sửu cần hiểu rằng, không phải lúc nào nỗ lực làm việc đến kiệt sức cũng mang lại thành quả xứng đáng. Thời điểm này, tinh thần của bạn có thể bị suy giảm,
làm cho công việc không đạt được hiệu quả mong muốn. Do đó, hãy học cách buông những điều không cần thiết, tạm dừng khi cần để cơ thể và tâm trí có thời gian hồi phục. Khi sức khỏe đã được cải thiện, bạn sẽ cảm thấy tinh thần tươi mới và sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách tiếp theo một cách dễ dàng hơn. Hãy dành thời gian để thư giãn, thiền định hoặc thực hành các hoạt động giúp cải thiện sức khỏe tinh thần như yoga, tập hít thở sâu. Đây không chỉ là cách để giảm bớt căng thẳng mà còn giúp bạn tái tạo năng lượng, tạo nền tảng vững chắc để tiếp tục công việc trong tương lai. Đừng quên, khi tâm hồn bình an thì sức khỏe thể chất cũng sẽ được cải thiện rõ rệt. Vào thời điểm giao mùa, thời tiết có xu hướng thay đổi, không khí trở nên khô hanh hơn. Điều này có thể gây ra những vấn đề về sức khỏe cho tuổi Quý Sửu, đặc biệt là các triệu chứng liên quan đến hệ hô hấp và da. Bạn có thể dễ gặp phải tình trạng khô mũi, khô da, đặc biệt là khi ra ngoài trong những ngày lạnh. Để bảo vệ sức khỏe, hãy luôn nhớ đeo khẩu trang khi ra ngoài, sử dụng kem dưỡng ẩm để duy trì độ ẩm cho da và đảm bảo cơ thể luôn được giữ ấm. Ngoài ra, bản mệnh cũng cần chú ý đến việc ăn uống đầy đủ dưỡng chất, tăng cường các loại thực phẩm giàu vitamin để nâng cao sức đề kháng, uống nhiều nước và bổ sung thêm trái cây, rau xanh trong chế độ ăn hàng ngày sẽ giúp cải thiện tình trạng khô da, đồng thời hỗ trợ hệ miễn dịch hoạt động tốt hơn trong điều kiện thời tiết khô lạnh. Đối với những người lớn tuổi trong gia đình, đây là thời điểm cần đặc biệt chú ý đến sức khỏe, bởi mạch máu của họ dễ bị tắc nghẽn, dẫn đến nguy cơ đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim. Để tránh những rủi ro này, hãy khuyến khích người thân trong gia đình tập thể dục nhẹ nhàng mỗi ngày, duy trì lối sống lành mạnh và theo dõi sát sao sức khỏe định kỳ. Đặc biệt, việc kiểm tra huyết áp, mạch máu định kỳ là rất cần thiết để ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm. Người lớn tuổi nên chú trọng đến việc vận động vừa phải như đi bộ, tập dưỡng sinh và thực hiện các bài tập nhẹ nhàng nhằm duy trì sự lưu thông của máu. Đồng thời, việc duy trì một chế độ ăn uống khoa học, ít dầu mỡ, hạn chế đồ ăn nhanh và tăng cường thực phẩm giàu chất xơ omega 3 sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ tắc nghẽn mạch máu. Đúng 7 ngày tới, sức khỏe của người tuổi Quý Sửu cần được đặc biệt quan tâm. Dưới ảnh hưởng của thiên cẩu hung tinh, cả thể chất và tinh thần của bản mệnh đều có xu hướng giảm sút. Việc điều chỉnh lối sống, biết cách cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, cùng với sự chú trọng đến chế độ dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe sẽ giúp bạn vượt qua được những khó khăn trong thời điểm này. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết đúng 7 ngày tới của tuổi Quý Sửu sinh 1973. Kênh Minh Đường Tử Vi sẽ phân tích chi tiết ảnh hưởng các sao chiếu mệnh lên từng phương diện cuộc sống, giúp quý bản mệnh đón lành tránh dữ và làm giàu thành công. Đầu tiên là tử vi từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 10 âm lịch của tuổi Quý Sửu sinh 1973. Trong những ngày này sẽ mở ra cho người tuổi Quý Sửu những cơ hội mới, đặc biệt là để bạn khám phá và phát huy tối đa sức sáng tạo tiềm ẩn bên trong mình. Đây là thời điểm bạn có thể để cho những ý tưởng táo bạo và độc đáo của bản thân được tỏa sáng. Đừng ngại thử nghiệm những điều mới mẻ dù chúng có vẻ không giống những gì bạn từng làm trước đây. Hãy nhớ rằng, sự sáng tạo không có giới hạn và thời điểm này là lúc để bạn thực sự tin tưởng vào khả năng của mình trong thời gian này. Với sự hỗ trợ của các tinh thiên đức, công việc của bạn sẽ gặp nhiều thuận lợi, đặc biệt là những ai đang làm việc trong lĩnh vực sáng tạo hoặc kinh doanh. Những người tuổi Quý Sửu có thể nhận được những cơ hội bất ngờ, chẳng hạn như dự án mới hay cơ hội hợp tác béo bở. Đây cũng là thời điểm thích hợp để bạn thể hiện năng lực của mình trước cấp trên và đồng nghiệp, bởi có thể bạn sẽ được đề bạt hoặc nhận một nhiệm vụ quan trọng. Đừng ngần ngại thể hiện bản thân vì điều đó có thể đưa bạn tới những thành công không ngờ tới. Việc kinh doanh của bạn trong những ngày này cũng có dấu hiệu phát triển. Nếu biết nắm bắt cơ hội, bạn có thể thu được lợi nhuận từ những công việc phụ hoặc những dự án cũ. Nguồn thu nhập của bạn đang mở rộng và đây là lúc để bạn tận dụng tốt mọi cơ hội đến với mình. Trong chuyện tình cảm, thời điểm này có thể sẽ là một giai đoạn khá yên bình và tĩnh lặng đối với người tuổi Quý Sửu. Đôi khi, sự êm đềm trong tình yêu không có nghĩa là nhạt nhẽo, mà đó là lúc để hai người có cơ hội lắng nghe nhau qua những hành động nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa. Hãy tin tưởng trực giác của mình và để tình yêu dẫn dắt bạn qua những cảm xúc tinh tế. Đôi khi sự im lặng cũng là ngôn ngữ của tình yêu, khi chỉ một cái nhìn, một cử chỉ nhỏ cũng đủ để thể hiện sự đồng cảm sâu sắc giữa hai người. Với người đã có gia đình, đây là khoảng thời gian để bạn tập trung vào sự gắn kết và chăm sóc cho tổ ấm của mình. Dù không có nhiều biến động nhưng thời điểm này lại là cơ hội tốt để bạn củng cố mối quan hệ vợ chồng,
cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc bình yên, nuôi dưỡng hạnh phúc từ những điều giản dị. Tinh thần của bạn trong thời điểm này nhìn chung khá tốt, nhưng đôi khi có thể bị áp lực từ môi trường xung quanh tác động, đặc biệt là từ bạn bè hoặc những người thân cận. Điều quan trọng là bạn đừng để những tác động bên ngoài ngăn cản bạn bộc lộ sức sáng tạo. Hãy tin tưởng vào khả năng của mình và bước tiếp trên con đường mà bạn đã chọn. Về sức khỏe, mặc dù không có dấu hiệu cảnh báo nghiêm trọng, bạn cũng nên chú ý đến việc duy trì chế độ ăn uống và sinh hoạt hợp lý để đảm bảo sức khỏe luôn ổn định. Tinh thần thoải mái sẽ giúp bạn vượt qua những trở ngại nhỏ và tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn hơn. Những ngày này, người tuổi Quý Sửu hãy để sự sáng tạo và trực giác dẫn dắt bạn trong công việc cũng như trong tình cảm. Hãy lắng nghe bản thân để những ý tưởng mới mẻ được phát triển tự nhiên và đừng để áp lực từ bên ngoài ảnh hưởng đến bạn. Sự kết hợp giữa trí tuệ sáng tạo và tinh thần lạc quan sẽ giúp bạn thành công và thu hút những cơ hội tốt lành trong thời điểm này. Tiếp theo là tử vi từ ngày 21 cho đến 24 tháng 10 âm lịch của tuổi Quý Sửu sinh 1973. Bước sang thời điểm này, người tuổi Quý Sửu sẽ cảm nhận được nhiều niềm vui và sự thay đổi tích cực trong cuộc sống của mình. Đây là giai đoạn mà bạn bắt đầu bước vào kỷ nguyên mới với nhiều cảm hứng và sáng tạo. Những ý tưởng độc đáo sẽ liên tục đến với bạn, giúp bạn cảm thấy tự tin và sẵn sàng đối mặt với bất kỳ thử thách nào phía trước. Trong những ngày này, sự nghiệp của tuổi Quý Sửu đang trên đà phát triển mạnh mẽ nhờ vào năng lượng sáng tạo dồi dào. Đây là thời điểm thích hợp để bạn bắt tay vào các dự án mới hoặc cải thiện những công việc đang dang dở. Nguồn cảm hứng không ngừng tuôn trào sẽ mang đến cho bạn nhiều ý tưởng đột phá, giúp bạn ghi dấu ấn đặc biệt trong công việc. Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn cần biết cách tận dụng những cơ hội này một cách thông minh và hiệu quả, mặc dù giữa thời điểm có ảnh hưởng của thương quan khiến công việc đôi chút gặp trở ngại. Nhưng bạn đừng nản lòng, thương quan không phải là dấu hiệu xấu mà ngược lại, đây chính là lúc để bạn học cách nhún nhường, chấp nhận và nhìn nhận mọi vấn đề từ góc độ rộng mở hơn. Khi bạn sẵn lòng bỏ qua những khó khăn nhỏ nhặt, bạn sẽ tìm thấy sự bình yên trong công việc cũng như trong cuộc sống. Về mối quan hệ cá nhân, thời điểm này sẽ mang đến cho bạn sự êm đềm và ngọt ngào. Gia đạo của người tuổi Quý Sửu sẽ tràn ngập sự hòa thuận và yêu thương. Các thành viên trong gia đình có sự gắn kết chặt chẽ hơn. Bạn sẽ có cơ hội để cùng người thân chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ cũng như dành thời gian vun đắp cho hạnh phúc gia đình. Trong mối quan hệ với đối tác làm ăn, sự hòa hợp và cảm thông sẽ giúp công việc diễn ra suôn sẻ hơn nếu bạn đang hợp tác hoặc tìm kiếm đối tác kinh doanh. Thời điểm này là lúc tốt nhất để thúc đẩy mối quan hệ đó đi xa hơn. Sự tương trợ lẫn nhau không chỉ giúp bạn vượt qua khó khăn mà còn mở ra những cơ hội phát triển mới. Nếu bạn là người hướng nội, không cần phải lo lắng. Thời điểm này cũng sẽ cho phép bạn tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh để tự nhìn lại bản thân và suy ngẫm về những gì bạn đã đạt được. Hãy đặt ra những ranh giới lành mạnh trong các mối quan hệ đặc biệt. Nếu bạn cảm thấy cần chút không gian riêng để tái tạo năng lượng, sức khỏe của bạn trong những ngày này khá ổn định. Tuy nhiên, hãy lưu ý giữ gìn sức khỏe tinh thần, tránh để những áp lực từ công việc và cuộc sống làm ảnh hưởng đến tâm trạng. Việc duy trì thói quen tập thể dục và nghỉ ngơi hợp lý sẽ giúp bạn giữ vững phong độ, sẵn sàng đối mặt với mọi tình huống. Đây cũng là thời điểm mà bạn nên tập trung vào việc lắng nghe cơ thể mình nhiều hơn. Đôi khi việc quá mải mê vào công việc có thể khiến bạn quên mất việc chăm sóc bản thân. Hãy dành thời gian cho những hoạt động nhẹ nhàng như thiền định, đi dạo hay tập thể dục nhẹ nhàng để giúp cân bằng lại cả thể chất lẫn tinh thần. Trong những ngày này, hãy tận dụng tốt những cơ hội sáng tạo đến với bạn, nhưng đồng thời cũng cần biết khi nào nên dừng lại để nghỉ ngơi và suy ngẫm. Đôi khi, sự bình yên và thành công không đến từ việc luôn cố gắng vượt qua tất cả, mà là từ việc biết cách điều chỉnh nhịp sống, giữ gìn mối quan hệ xung quanh và nuôi dưỡng tinh thần lạc quan, tích cực. Quý khán giả thân mến, bất hiếu với cha mẹ là tội nghiệp lớn nhất trên đời, vì đâu mà phạm phải loại ác nghiệp, bị quả báo đời này. Hãy cùng kênh Minh Đường Tử Vi tìm hiểu để tu sửa bản thân nhé. 4 nguyên nhân tạo thành kiểu bất hiếu. 1 là kiêu ngạo. Cha mẹ quá thương con cái, luôn chiều theo ý muốn của con, cung cấp đầy đủ tiện nghi để con hưởng an nhàn, sung sướng, nên đứa trẻ không có thói quen quan tâm tới cảm nhận của người khác và không suy nghĩ phải có trách nhiệm cùng tình thương với cha mẹ. Đây là nguyên nhân gây ra bất hiếu. 2 là vô tâm. Đứa trẻ được dung dưỡng thói quen vô tâm, vô tính,
Lời nói không chuẩn mực nên dám mạo phạm cha mẹ, hành vi đại khái nên không tuân thủ lễ phép. Cha mẹ quá nhường những đứa trẻ không biết ơn ân đức nuôi dưỡng, cha mẹ quá chịu đựng đứa trẻ không hỏi han, biết tới cảm nhận của đấng sinh thành. Ba là lêu lỏng bản thân, thiếu tu dưỡng, thích đàn đúng, chơi bời, phục vụ những thú vui của bản thân, không thích cùng người thân gặp mặt, không thích vì người thân mà chăm lo tư tưởng và hành vi thiếu chuẩn mực nên không nghĩ tới hiếu thảo với cha mẹ. Bốn là dông ơn. Phật dạy, làm người là nhận một bữa cơm ân đức, một đời nhận một lần giúp ghi nhớ một kiếp, sống phải có trước có sau. Nếu con người sinh thói vô ơn đối với thứ được nhận cho là đương nhiên, thường xuyên nhận sự chiêu đãi của người khác mà không màng tới đáp đền thì tất sinh ra oán nghiệp. Cha mẹ đối với con cái thương yêu thương vô điều kiện, đáp ứng đầy đủ, tạo cho đứa trẻ thói quen nhận mà không cho, chỉ có đi mà không có lại, chính từ đó sinh ra dông ân với cha mẹ, gây nghiệp bất hiếu, kiểu bất hiếu lâu ngày tích thành đại. Bất hiếu có bốn nguyên nhân sau. Một là giàu có. Giàu có mà ích kỷ, có tiền riêng mà quên ơn cha mẹ, cho rằng đó là tiền do tự mình làm nên mà quên rằng ai đã sinh thành và nuôi nấng mình từ tấm bé, hoặc vì tham tiền tài của cha mẹ mà gây sự bất thường, muốn chiếm lấy làm của riêng mình. Cha già mẹ héo nhờ con nuôi dưỡng lại cảm thấy khó chịu, sinh ra oán giận và không muốn, chính là đại bất hiếu. Hai là tôn thờ vợ. Người con trai vì quá yêu vợ và bất hiếu với cha mẹ, chỉ nghĩ đến gia đình nhỏ mà quên đi gia đình lớn. Vợ chồng hòa hảo tất nhiên là chuyện tốt, nhưng vì đâu mà có ta hôm nay, vì đâu mà ta có thể lớn lên, kết hôn rồi sinh con, không phải đều nhờ công ơn cha mẹ hay sao? Ba là phóng đãng, tiêu phá tiền tài của cha mẹ vào những chuyện bất minh, khiến cha mẹ đau lòng và không chăm sóc cha mẹ lúc tuổi già là việc bất hiếu lớn. Song thân tuổi cao vẫn phải chịu khổ đau trong lòng vì người con đạo đức xấu, tu dưỡng kém, thậm chí còn phải theo gót lo lắng giải quyết hậu quả việc xấu của con. Bốn là tranh đoạt. Anh em mâu thuẫn vì lợi quên tình, tranh tiền tài hay tranh sự yêu mến của cha mẹ khiến gia đình bất hòa, không khí ảm đạm, cùng cha, cùng mẹ mà không yêu thương nhau, lại rèm pha hãm hại nhau, gia giận suy ghi. Cha mẹ héo mòn bất hiếu là ác nghiệp, phải nhận quả báo lớn nhất đã là người vì lấy chữ hiếu làm đầu. Nguyên nhân của sự bất hiếu một phần cũng từ chính cha mẹ dung túng, nên những đấng sinh thành cần nghiêm chỉnh dạy dỗ, lấy đạo đức và chuẩn mực làm thước đo, không chỉ để đứa trẻ có hiếu với mình, mà còn là gây dựng một con người, một công dân tốt cho xã hội mai sau. Chương trình đến đây xin được tạm dừng. Nếu thấy video này hữu ích, quý khán giả có thể dành chút thời gian ấn nút đăng ký kênh và chia sẻ video này tới những người thân yêu của mình, để cùng nhau đón những điều may mắn đúng 7 ngày tới này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả ở các video tiếp theo.